Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hoạt động vận tải phục vụ sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Theo đó, đơn vị này sẽ kiên quyết không cho xe xuất bến nếu phát hiện lái xe có sử dụng rượu bia. Quy định không cho xe xuất bến nếu phát hiện lái xe có sử dụng rượu bia nhằm chấn chỉnh người lái xe thực hiện nghiêm quy định trong hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn cho hành khách. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng chú trọng đôn đốc đơn vị vận tải không chở quá số người, quá tải trọng cho phép. Lực lượng chuyên ngành sẽ được tăng cường trực tiếp đến các bến xe, bến tàu để kiểm tra và xử lý vi phạm. Đồng thời, các sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phân luồng, tổ chức giao thông, đặc biệt chú trọng trong các ngày hôm nay và ngày mai, tức mùng 6 và mùng 7 Tết, để khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài trên các trục đường chính vào trung tâm tỉnh, thành phố. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, nhà đầu tư các dự án chỉ đạo các đơn vị thu phí trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ có giải pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng ùn ứ phương tiện do hoạt động thu phí.